Chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Khảo sát việc thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại Ninh Thuận năm 2024. Ninh Thuận đưa giống táo mới vào sản xuất và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Kỳ họp thứ 8 được tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 13 tháng 11 năm 2024, đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến sáng ngày 30 tháng 11 năm 2024. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 29,5 ngày. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét thông qua 15 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với 13 dự án luật khác. Quốc hội cũng sẽ xem xét tiến hành bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một số nội dung công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhấn mạnh khối lượng công việc của kỳ họp thứ 8 là rất lớn. Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy dân chủ, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi trên tinh thần, xây dựng, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay và cũng là kỳ họp đầu tiên có trách nhiệm về thể chế hóa nghị quyết của Trung ương lần thứ 10 khóa 13. Khẩn trương đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống và giải quyết nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại. Đất nước cũng đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết. Do đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cần phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, đổi mới bứt phá, hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, phấn đấu sớm xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Tiếp đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Đồng chí Dương Thanh Bình, trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Buổi chiều, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Cường bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả có 440 trên 440 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức. Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã làm việc tại hội trường nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật điện lực. Chiều nay, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã đến khảo sát việc thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024 tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt và Công ty Cổ phần Thảo dược Liên kết Việt Nam. Tại buổi khảo sát, các doanh nghiệp đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, cũng như kế hoạch mở rộng vùng trồng nguyên liệu trong thời gian tới. Theo đó, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt có năng lực sản xuất 35.000 tấn nha đam, chế biến trên 20 dòng sản phẩm nha đam, xuất khẩu ra thị trường 20 quốc gia trên thế giới. Doanh thu 10 tháng năm 2024 đạt 236 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 13 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 360 lao động với thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty liên kết với 500 hộ nông dân trồng nha đam, nâng tổng diện tích trồng lên 250 ha, dự kiến tăng thêm 500 đến 1.000 ha đến năm 2028. Công ty Thảo dược Liên kết Việt Nam có tổng diện tích trồng cây dược liệu 150 ha với các dòng sản phẩm chủ yếu là đinh lăng và khổ qua rừng, mỗi năm cung cấp ra thị trường 2 triệu chai nước đinh lăng và 200.000 túi trà khổ qua rừng, tạo công ăn việc làm cho 20 lao động và liên kết sản xuất với 50 hộ dân địa phương. Phát biểu tại các nơi đến khảo sát, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ghi nhận đánh giá cao sự năng động, tích cực của các doanh nghiệp trong việc chủ động sản xuất, chế biến và mở rộng các loại cây trồng đặc thù gắn với lợi thế của địa phương. Đồng chí Lê Văn Bình đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng và chú trọng xây dựng thương hiệu của sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, kết nối, kêu gọi đầu tư, nhân rộng mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm, ưu tiên giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học về các loại cây trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường và tích cực thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Trước mắt cần nghiên cứu một số mô hình sinh kế gắn với công tác giảm nghèo cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thành lập tổ chức đảng, quan tâm đến các hoạt động đoàn thể tại doanh nghiệp. Đồng chí Lê Văn Bình cũng đề nghị các sở ngành và thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động theo chức năng nhiệm vụ của mình cần chủ động đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời có kế hoạch nghiên cứu chuyên sâu về triển vọng và sự phát triển của các loại cây dược liệu để tham mưu cho tỉnh hoạch định kế hoạch chiến lược phát triển, mở rộng các vùng nguyên liệu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lan tỏa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Ninh Thuận năm 2024. Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Ninh Thuận năm 2024 dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2024 với chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước. Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận chủ trì phối hợp với 9 tỉnh, thành phố Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ngày hội sẽ gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như trình diễn giới thiệu lễ hội và văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, trình diễn giới thiệu nghề dệt thổ cẩm, nghề làm gốm của dân tộc Chăm, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Chăm. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Ninh Thuận năm 2024 là sự kiện văn hóa chính trị quan trọng. Để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Nguyễn Long Biên giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan, tập trung rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội, xây dựng phương án đón tiếp đại biểu và các đoàn tham gia ngày hội, chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về ngày hội đến với người dân, du khách gần xa. Chiều nay, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Bảng giá đất tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng bảng giá đất năm 2025. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng bảng giá đất năm 2025, Sở đã thực hiện các thủ tục đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn và ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm định giá Đà Nẵng để thực hiện. Đến nay, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã thành lập tổ công tác để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Dự kiến ngày 31 tháng 10 năm 2024 sẽ hoàn thành dự thảo bảng giá đất năm 2025 để tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan theo quy định. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Quốc hội ban hành luật đất đai sớm hơn dự kiến 5 tháng và đây là luật quan trọng liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. Vì vậy, việc kịp thời xây dựng và ban hành bảng giá đất phù hợp với thực tế sẽ hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhân dân. Đồng chí Lê Huyền đề nghị các địa phương cung cấp kịp thời đầy đủ cho đơn vị tư vấn các hồ sơ liên quan để thực hiện bảng giá đất năm 2025. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tổ chức lấy ý kiến các đơn vị có liên quan thực hiện phản biện xã hội và trình thẩm định dự thảo bảng giá đất năm 2025 theo quy định. Sáng nay, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc điều chỉnh, bổ sung đề án phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả, có giá trị kinh tế cao đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề án phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả, có giá trị kinh tế cao đến năm 2030 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 69 ngày 24 tháng 1 năm 2022, có tổng cộng 49 vùng chăn nuôi tập trung với quy mô diện tích 2.005 ha, tập trung ở các huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, Ninh Phước và Ninh Hải. Sau khi rà soát các chủ trương chính sách mới, dự báo tác động ảnh hưởng của các vùng chăn nuôi liên quan đến vấn đề môi trường, điều kiện đất đai, dự kiến điều chỉnh giảm xuống còn 45 vùng chăn nuôi tập trung với diện tích 1.689 ha. Đồng thời điều chỉnh phát triển tổng đàn heo đến năm 2030 đạt 423.300 con, tăng 216.300 con so với đề án ban đầu đề ra. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh trên gia súc gia cầm diễn biến hết sức phức tạp. Để đề án phát huy hiệu quả đảm bảo phát triển chăn nuôi, nâng cao hệ số sử dụng đất và lợi thế của từng vùng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần phối hợp với ngành liên quan và các địa phương, thống kê lại toàn bộ tổng đàn, diện tích chăn nuôi của các trang trại, từ đó hình thành quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung phù hợp. Tham mưu ban hành đồng bộ các tiêu chí kiểm soát về quy mô diện tích nuôi, cũng như quy trình xử lý chất thải theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Rà soát lại các dự án chăn nuôi đã được tỉnh cấp chủ trương đầu tư và dự án chưa được cấp phép để bố trí quỹ đất phù hợp. Tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ hoạt động chăn nuôi tại các trang trại, kiên quyết xử lý đối với các trang trại không chấp hành theo đúng quy mô cấp phép và không đảm bảo vấn đề môi trường. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì họp Hội đồng thẩm định mô hình thí điểm xã thương mại điện tử Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Mô hình thí điểm xã thương mại điện tử Phước Thuận thực hiện trong năm 2024-2025. Mục tiêu của mô hình phấn đấu có 80% hồ sơ công việc của xã được xử lý trên môi trường mạng, 100% cán bộ quản lý cấp xã được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số. Trên 80% các sản phẩm nho táo của xã được bán qua kênh thương mại điện tử. Tổng kinh phí thực hiện mô hình dự kiến hơn 2,5 tỷ đồng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Phước phối hợp với các sở ngành liên quan đánh giá cụ thể tác động của mô hình về kinh tế xã hội, môi trường để triển khai thực hiện đảm bảo tính khả thi, tập trung rà soát nguồn kinh phí thực hiện một cách rõ ràng đúng quy định pháp luật. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng cũng giao cho Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định tổng hợp các ý kiến đóng góp để hoàn thiện mô hình thí điểm, đảm bảo hiệu quả phù hợp với thực tiễn địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hệ thống thủy lợi Tân Mỹ được đưa vào sử dụng, việc nghiên cứu các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao đang được ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung thực hiện. Mới đây, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đã thực hiện thành công đề tài nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp cho vùng hạ lưu hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Trong đó đã chuyển giao hai giống táo mới là TN01 và TN05 cho nông dân. Qua đánh giá bước đầu, đây là hai giống táo không chỉ thích nghi với điều kiện nắng hạn của Ninh Thuận mà còn kháng bệnh tốt và có khả năng ra hoa, đậu trái nhiều hơn so với các giống táo khác. Trồng hai sào táo TN05, ngay vụ đầu tiên gia đình ông Thái ở thôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã thu hoạch hơn 10 tấn trái. Nhờ nước Tân Mỹ làm ăn, làm táo cũng hai sào cũng kiếm cũng được 10 tấn. Tình nếu mà thu hết chắc trên mà làm ăn cũng được. Mô hình trình diện giống táo TN01 và TN05 có quy mô 2 hectare, thuộc đề tài nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phù hợp cho vùng hạ lưu hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố thực hiện từ tháng 12 năm 2023 tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn và xã Phước Trung, huyện Bắc Ái. Hiện các địa phương đang phối hợp với Hội nông dân tỉnh xây dựng dự án hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cây táo để bao tiêu sản phẩm cho người dân. 25 hộ ở thôn Nha Húi đã thành lập được một cái chi hội nghề nghiệp với 3 tổ hội. Thì cũng qua đây, qua cái mô hình táo thì bà con cũng đã tiếp cận được kỹ thuật cũng như là về cái cách chăm sóc và trồng cây táo ở địa phương. Qua đó thì đã giúp cho bà con thôn Nha Húi thoát nghèo bền vững. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, giống táo TN01 và TN05 phát triển tốt, ít sâu bệnh. năng suất đạt trên 43 tấn mỗi hectare và hiệu quả kinh tế cao hơn 20% so với giống táo cũ. Bà con nông dân là cũng là nhanh chóng tiếp cận có cái giống mới cũng như có cái biện pháp kỹ thuật mới và cũng đã tạo ra được các sản phẩm là chất lượng, và là cái việc mà cây táo cũng là một trong những cây trồng mà chủ lực có lợi thế cạnh tranh của vùng Ninh Thuận chúng ta, thì là cũng đã góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao cái hiệu quả trên cái đơn vị diện tích so hơn với đã có cây trồng khác. Để nâng cao giá trị kinh tế từ cây táo, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đang tiếp tục nhân rộng để người dân đưa vào sản xuất đại trà, đồng thời đẩy mạnh liên kết 4 nhà, thực hiện tốt từ khâu sản xuất đến đăng ký thương hiệu và tìm kiếm đầu ra sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận, cụm thi đua số 3 quân khu 5 gồm 3 đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2024. Đại tá Lương Đình Trung, Phó Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Với chủ đề đoàn kết mẫu mực kỷ cương chủ động sáng tạo quyết thắng, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 được cụm thi đua số 3 triển khai đạt hiệu quả thiết thực, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm. Tham mưu tổ chức triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương chặt chẽ, triển khai toàn diện, kịp thời các nội dung công tác đảng, công tác chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lương Đình Trung, Phó Chính ủy Quân khu 5 ghi nhận đánh giá cao công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của cụm thi đua số 3, đồng thời yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục quan tâm đẩy mạnh đổi mới các phong trào thi đua, nghiên cứu các biện pháp đổi mới sáng tạo, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua nhanh nhất, sớm nhất, đảm bảo các phong trào thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực giúp cán bộ chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng nay, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 358 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Sông Cái, Cục C10 Bộ Công an. Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù Tòa án Nhân dân tỉnh nghe báo cáo và rà soát phân tích, thẩm định cụ thể từng phạm nhân biết ăn năn hối cải, cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy quy định trong quá trình chấp hành án phạt tù. Kết quả hội đồng họp xét quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù cho 77 phạm nhân, chấp nhận đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù từ 1 tháng đến 22 tháng cho 280 phạm nhân, một phạm nhân chung thân giảm xuống còn 30 năm. Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là một chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là động lực nhằm khuyến khích các phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục cải tạo tốt để có đủ điều kiện được xét giảm án trong những đợt tiếp theo. Sáng nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với tổ chức Wheelchair Foundation Hoa Kỳ tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, 100 chiếc xe lăn được trao cho những người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xe lăn có giá trị 8 triệu đồng. Đây là chương trình do tổ chức Wheelchair Foundation Hoa Kỳ tài trợ. Tại Việt Nam, trong hơn 20 năm qua, tổ chức Wheelchair Foundation đã tặng cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh, thành phố gần 15.000 chiếc xe lăn. Riêng trong năm 2024, tỉnh Ninh Thuận được hỗ trợ 100 chiếc. Tối ngày 20 tháng 10, tại phố đi bộ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Trái đất năm 2024. Sự kiện đã thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia và cổ vũ. Tham gia cuộc thi có 20 thí sinh là những nữ doanh nhân đến từ các địa phương trong cả nước. Các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi gồm trình diễn trang phục công sở, trình diễn trang phục áo dài và trình diễn trang phục dạ hội. Với màn ứng xử ấn tượng khéo léo, danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Trái đất năm 2024 thuộc về thí sinh Vương Thị Hương đến từ Hà Nội. Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho thí sinh Phùng Thị Thu Hà ở Vĩnh Phúc. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về thí sinh Võ Kim Oanh ở Long An và Nguyễn Thị Thúy Hằng ở Hải Dương. Danh hiệu Á hậu 3 được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Ninh Hải đến từ Hà Nội và Cù Thị Kiều My đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 19 tháng 10, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tổ chức chung kết hội thi Phụ nữ Ngân hàng Ninh Thuận chuyên dáng tài năng lần thứ 2 năm 2024. Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết với 2 phần thi, trình diễn trang phục áo dài truyền thống và thi ứng xử. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Ngô Thị Minh Trúc thuộc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ninh Thuận. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 1 giải nhì, 2 giải ba, 6 giải khuyến khích và 8 giải phụ cho các thí sinh trình diễn trang phục truyền thống đẹp nhất, thí sinh trình diễn trang phục tự chọn đẹp nhất, thí sinh biểu diễn tài năng hay nhất, thí sinh ứng xử hay nhất, thí sinh có khuôn mặt khả ái nhất, thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất, thí sinh mặc trang phục công sở đẹp nhất và người đẹp ảnh. Chiều qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ bế mạc giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 2024. Tham gia giải có 210 vận động viên đến từ 23 câu lạc bộ cầu lông trong và ngoài tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ ở 6 nhóm tuổi từ dưới 12 tuổi đến trên 51 tuổi. Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, kết quả ban tổ chức đã trao 15 giải nhất, 15 giải nhì và 15 giải ba cho các nhóm tuổi ở từng nội dung thi đấu. Đến đây chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và sau đây là những thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi ngày nắng, buổi chiều và tối có mưa dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vào chiều tối, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động.